chưa? Trên cho nó ăn mứt, mứt dâu với là mứt ma ở trên đó, mà lấy cho con bé này mấy cục nữa trên đó, lấy mứt ma với mứt dâu trên cho nó ăn, mứt mứt ở trên đó, mứt cho bé này ăn cô. Ừ, con có lưỡi nè, mứt đó, trên cái hũ đó, lấy cho nó mấy cục, cho nó mấy cục nó cắn luôn. Còn cái lưỡi lên cần 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 cái này là đổi răng, đổi lấy cái kia mà cái mặt răng cái gì nó cần rồi đó, cầm quay lên đây, cầm lên cầm quay đấy, vừa quay vừa gỡ nó hai bên lên sao nữa mày đổi hàng ngày đâu, cầm đi ba lên ba lấy mất cho răng để nhỏ nó thì để nhỏ lớn rồi đi. Xíu nữa được rồi. Đừng lên. Mới lạnh mà. Được rồi. Mới lạnh mà. Được rồi. Được rồi. Đỡ được rồi. Kiến.